Thì xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng trở lại với cái chương trình cùng dạy ở 8 năm. Rồi tiếp theo sau đây, thầy sẽ hướng dẫn bài tiếp tục ở trong chương trình tuần số 22. Chúng ta đang đến với chương số 4. Hôm trước thầy đã giới thiệu chúng ta bài số 27. Hôm nay tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn sơ lược để chúng ta bài số 18, đó là không khí sự cháy. Nói trong quá trình tiến hành làm video này thì thầy vẫn còn nhận thấy đó là cái chất lượng âm thanh nó cũng còn hơi ồn, nó hơi tốt. Có lẽ thầy, sẽ tìm cách để khắc phục để làm sao đó có thể có được những cái chất lượng âm thanh tốt hơn cho các bạn. Thì chúng ta cùng đến với một khởi động là cùng ôn lại một số kiến thức cũ ha. Rồi có thứ nhất đó là nêu khái niệm phản ứng phân hủy và cho ví dụ. À, các con thì cùng nhớ lại phản ứng phân hủy là gì. Rồi thầy cùng gợi ý nhé. Phản ứng phân hủy nó là một loại phản ứng hóa học và trong đó chất phản ứng thì chỉ có một chất và các sản phẩm của loại này vì là nhiều chất là hai hay nhiều chất. Nếu tổng hợp lại phản ứng phân hủy là một loại phản ứng hóa học. Phản ứng phân hủy là trong đó một sinh ra hai hay nhiều chất. Thứ hai để sản xuất oxy từ không khí là làm thế nào? Trong bài trước thì thầy không có giới thiệu chi tiết chúng ta đúng không? Thì thôi phần này nha, những cái bạn đã trên lớp thì đã hướng dẫn rồi. Thì chúng ta còn lưu ý phần này, sản xuất từ oxy trong không khí thì người ta sử dụng cái phương pháp đó là trưng cất phân đoạn không khí nọ. Nó thầy nhắc lại là hóa lỏng không khí được tập sự cả là không khí lỏng mạnh hơn, đây là phương pháp trưng cất phân đoạn không khí nọ. Rồi chúng ta sẽ cùng đến thầy vẫn nhắc lại cho các em bài tiếp theo phần phối hình khác. Hiện nay chúng ta đang thực hiện cái chương trình tinh giản nên về cái phần chương trình về cái tiết học thực tế của chúng ta sẽ điều chỉnh khác ha. Rồi chúng ta đến với nội dung thứ nhất, đó là thành phần của không khí. Rồi để tiến hành cái thí nghiệm để chúng ta xem về thành phần không khí. Và như vậy ở đây đường link của file này thì nó đang có vấn đề. Như vậy cái ý nghĩa về thành phần của không khí này để thầy sẽ điều chỉnh lại rồi thầy sẽ cùng hướng dẫn các em ha. Vậy thì những nội dung khai thác về cái thí nghiệm này phải sẽ đặc biệt nào thì chúng ta sẽ cùng đến với kết luận này. Vậy thì để đơn giản hóa, không khí mà chúng ta đang trong đây này nó là một hỗn hợp. Trong đó khí oxy thì nó chiếm khoảng 1/5 diện tích, tức là chiếm 21%, phần còn lại hầu hết là nitơ. Đấy, vậy thì cái nội dung này thành phần của không khí là gồm nội dung cơ bản vậy. Ở bên này nếu là sự coi không khí chỉ gồm oxy và khí nitơ thì lấy cái giá trị đó sắp xỉ, trong khi đó ta có một mol không khí thì có 0,2 lấy khối lượng 1 mol không khí lúc này chúng ta tính nhân trung bình vô cộng lại 0,21 nhân với 12 rồi cộng với 0,78 và lúc đó chúng ta tính ra được một con số là con số 29. Thì ở trong bài về thành học bài về tỷ của chất khí chúng ta đã có được là cái khối lượng mol trung bình của không khí là 29. 29 được tính như thế này, chúng ta này ôn lại bạn ha. Rồi trên hình ảnh có một số những hình ảnh liên quan đến vấn đề không khí, liên quan vấn đề khí CO2 và các khí thải, liên quan vấn đề nước để bảo vệ môi trường. Như vậy không khí của chúng ta là hỗn hợp. Chúng ta có thể có nhìn thấy những hình ảnh sương mờ, sương mù rất đẹp đúng không? Nhưng chúng ta cũng có nhìn thấy những hình ảnh bọc rất khó chịu. Chúng ta có thì thực ra thì ngoài khí oxy
khí nitơ thì ở trong không khí của chúng ta còn nhiều các chất khác, ví dụ các khí như khí CO2, khí CO, hơi nước và một số các khí hiếm như leo, argon, khói bụi. Thì tổng hợp tất cả khí này chiếm khoảng 1%. Nói như vậy các bạn như bài bạn có thể ghi nội dung ở cái phần bên trái ha. Rồi đây là một số những cái hình ảnh liên quan đến vấn đề khói bụi thải ra môi trường. Đây thì chúng ta nhìn thấy những hình ảnh này, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống cực kỳ ngột ngạt và khó khăn. Thì vấn đề khí thải bây giờ vấn đề ngoài khí chúng ta sẽ thấy có vấn đề rác thải, mà chính trong cái vấn đề rác thải nó lại tiếp tục sinh ra khí thải độc hại trong môi trường. Vậy nên thầy trò chúng ta cũng như chúng ta phải cùng giáo dục tất cả mọi người trên trái đất, trên hành tinh chúng ta phải có ý thức làm sao đó để bảo vệ môi trường, để giúp cho môi trường chúng ta luôn xanh sạch đẹp hơn ha các bạn. Đó, vấn đề không khí sẽ ảnh hưởng đến con người và trực tiếp rất nhiều vấn đề này. Và độc hại đây là các bệnh dịch, và ngay trong thời gian vừa qua con người rất nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác nhau. Bộ không khí vấn đề liên quan sự biến đổi của trời trong không khí. Những cánh rừng chết không gọi là chết khô, mưa axit, khí CO2 ở trong không khí nhiều của gây vấn đề về hiệu ứng nhà kính. Từ những yếu tố này có thể sinh ra các vấn đề biến đổi khí hậu ở môi trường, thiên tai, về hiện tượng sóng thần, hiện tượng miền Trung và rất nhiều năm xảy ra, hiện tượng lũ lụt. Thì ngày nay con người chúng ta đang có rất nhiều những sáng kiến, những phát minh để chúng ta có thể chế tạo ra những sản phẩm hoạt động thân thiện với môi trường, tiết kiệm bảo vệ môi trường. Hy vọng những hình ảnh này chúng ta sẽ cần năng động, chúng ta cần thực hiện hơn. Đó là những cái rác nhỏ chúng ta có thể gom, chúng ta cùng ra thực hiện những đợt cao điểm để chúng ta thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường của chúng ta. Các môi trường thì nó đều có mối mật thiết với nhau, từ môi trường nước, không khí, môi trường vật vật. Vậy nên bảo vệ bất kỳ môi trường nào cũng đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta ha. Chúng ta xem trong tổng hợp các ngành những hình ảnh nào cần phát huy và những hình ảnh nào cần hạn chế thì chúng ta biết cách để thực hiện cho phù hợp. Đó là vấn đề thứ hai, bảo vệ không khí trong lành trên môi trường. Thì đây chính là những cái nhiệm vụ mà thầy trò chúng ta cũng như tất cả mọi người sống trên hành tinh chúng ta cần phải thực hiện. Chúng ta cần phải xử lý khí thải, hạn chế và tiết kiệm độc hại và khói bụi. Chúng ta phải tiếp tục bảo vệ rừng và trồng các loại cây xanh để cho trái đất của chúng ta luôn được mát mẻ hơn. Câu hỏi qua bài học này, qua những hình ảnh này, các em thấy mình đã làm được gì chưa? Chưa làm được gì? Không, đã làm được gì này? Chưa làm được gì trong việc bảo vệ không khí? Và từ đây chúng ta rút ra những cái kết luận cho riêng mình ha. Rồi về phần bài tập ở đây, các bạn lưu ý thứ nhất, chọn câu trả lời đúng trong các chữ sau, đúng không? Trong các câu sau thì là về không khí một đơn chất, đúng không ạ? Đã câu hỏi chính xác nhé. Ở bên này là nói không khí một hỗn hợp, không chỉ cần dựa vào đây là chắc chắn ha. Tiếp tục chúng ta chọn câu trả lời đúng là không khí 21% khí nitơ, 78% khí oxy. Nhìn thấy lý do 21% khí nitơ là không chính xác, đúng không? Tiếp theo 21% oxy, 78% nitơ, 1% khí khác. Rồi đây chính là nội dung của khoảng một thứ nhất ha, thành phần không khí. Rồi vậy thì trong đối với đáp án này chúng ta sẽ chọn đáp án là vấn đề ha. Rồi số 3, tính thể tích của không khí cần dùng để đốt cháy hết 3% khí phong, như thể tích oxy bằng 1/5 thể tích không khí. Còn lưu ý nha, thể oxy bằng 1/5,
nghĩa là thể tích không khí sẽ gấp 5 lần thể tích khí oxy. Như vậy muốn tính được thể tích của không khí thì chúng ta phải tính được thể tích của oxy, và chúng ta nhân 5 lần lên thì sẽ là thể tích của không khí. Như vậy phần giải bài này, đầu tiên chúng ta sẽ phải tính cho mol phốt pho 3,1 gram này, gram là bằng bao nhiêu mol, và đây là 0,1 mol. Chúng ta viết phương trình rồi chúng ta sẽ từ 0,1 chúng ta chia cho mol oxy. Khi tính số mol oxy chúng ta sẽ nhân 2,1 để ra thể tích của oxy. Khi có được thể tích của oxy chúng ta sẽ nhân 5 lần để ra được thể tích của không khí. Như vậy chúng ta tổng hợp bài này chúng ta sẽ tính được bằng 14 lít ha. Như vậy các con ví dụ như chúng ta 4 lít bài này thì chúng ta dừng lại cái đề, sau đó chúng ta thử giải, sau đó chúng ta mới xem đáp án xem mình đã chính xác hay không ha. Rồi như vậy nội dung thứ nhất của bài này là đây, thì con lưu ý có một số những cơ bản như vậy ha. Rồi đây là một số những hướng dẫn về nhà mà thôi, phần này thì áp dụng cho các bạn bình thường thôi. Bài này trước đây thì có phân chia thành hai tiết nên có soạn cấu trúc như thế này, lúc này chúng ta sẽ học một tiết thôi ha. Vậy thì lại trước khi vào cái phần nội dung tiếp theo chúng ta lại cùng ôn lại sự kiến thức cũ ha. Câu nào sẽ đúng khi nói về không khí? Không khí là một nguyên tố hóa học, không khí là một đơn chất, không khí là hợp chất của hai nguyên tố nitơ và oxy, và không khí là hỗn hợp của nitơ oxy và một số chất khác. Thì chỗ này chúng ta chú ý là đáp án D chính xác ha. Rồi câu 2 cũng xét về thành phần không khí như chúng ta vừa làm lúc nãy rồi ha, đây là bỏ qua nhé. Rồi chúng ta cùng đến với một nội dung khác của bài thành phần không khí. Cái phần này cũng khuyến khích chúng ta tự đọc, tuy nhiên thì thầy đã hướng dẫn cho chúng ta một chút để các bạn có thể hiểu được phần này dễ dàng hơn. Nội dung số 2 của bài này đó là sự cháy và sự thôi giá trận. Thì thứ nhất chúng ta cùng đến với khái niệm về sự cháy. Thì người ta có định nghĩa như thế nào là sự cháy? Thì chúng ta xem đây có vấn đề cháy, cháy nhà này, cháy rừng này, hoặc ngay ở nhà chúng ta đi, chúng ta đun nước ga này, hoặc là chúng ta đi đâu đó chúng ta đốt củi, chúng ta đốt rác ở một số địa điểm chẳng hạn. Như vậy sự cháy thì chúng ta có một khái niệm như sau: sự cháy là sự oxy hóa của tòa nhà phát ra. Oxy hóa là gì? Ở phần này chúng ta làm oxy hóa là sự kết hợp của một như vậy sự cháy là sự kết hợp của một chất nào đó với oxy, và trong quá trình đó nó sẽ kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt và phát ra ánh sáng. Như vậy đó là phần sự cháy. Người quan sát thí nghiệm cho biết là sự cháy của một chất ở trong không khí và trong oxy có gì giống và khác nhau. Thì cái phần thí nghiệm này thì thực ra thì bữa trước là các con đã được xem thầy làm ở trên lớp ha, đã quá trình đốt một chất ở ngoài không khí và quá trình đốt chất ở trong bình những oxy. Chúng ta có bài oxy rồi là bài tính chất của oxy ha. Các con thấy sự cháy của một chất ở trong oxy thì nó diễn ra mạnh liệt hơn rất nhiều so với sự cháy của một chất ở ngoài không khí. Như vậy xét về điểm giống nhau thì nó đều là sự oxy hóa, tức là sự tác dụng của một chất nào đó với oxy. Tuy nhiên sự cháy ở trong không khí thì thường diễn ra chậm, tạo ra nhiệt độ thấp, và sự cháy của một chất ở trong oxy nguyên chất thì nó sẽ đánh nhanh, tạo ra nhiệt độ cao hơn. Thì đó là một vài điểm mà nó sẽ lý do giải thích ấy, vì ở trong không khí thì ngoài khí oxy nó còn có tới gần 4 phần là cái khí nitơ nữa ha, tức là thời nitơ gấp 4 lần thời oxy. Diện tích tiếp xúc của các chất cháy với phân tử oxy ít hơn nhiều nên sự cháy diễn ra chậm. Rồi cái lượng nhiệt nó tạo ra nó bằng cái tiêu hao để đốt nóng khí nitơ. Giống như là thầy có thể mô tả như này, thì ví dụ chúng ta đang có món ăn đi, bây giờ chúng ta đang đồ ăn thì ít nhưng chúng ta lại phải chia cho nhiều bạn, thì lúc này chúng ta sẽ ăn nó không đầy đủ nữa. Nhưng mà ví dụ có một mình ta thôi thì chúng ta thích ăn sao ăn mà no thôi ha. Rồi phần khái niệm thứ hai đó là
về sự oxy hóa chậm. Thầy có thể mô tả cái thí nghiệm về sự xóa chậm như thế này này. Ví dụ như các con đi thắp nhang cho ai đó hay là đi chùa, thì đúng là bó nhang nó cháy, chúng ta sẽ nhìn thấy cháy rất là nhanh, nhưng một cái nhang chúng ta để nguội thì nó sẽ diễn ra trong thời gian tương đối dài, và thì lúc này nó vẫn đang duy trì ra được một sự oxy hóa, nhiệt độ của nó vẫn cao, nhưng mà trong điều kiện bình thường thì nó không phát ra ánh sáng, tức là nó diễn ra rất chậm rất chậm. Còn nếu mà khi ta làm cho nó có những cơn gió thổi mạnh, bắt đầu nó sáng đỏ đỏ, nhưng mà đến thời điểm đó nó có thể bùng cháy trở nên. Thì ở trong đây là một số ví dụ về sự oxy hóa kim loại, tức kim loại chúng ta để ở trong môi trường không khí sau một thời gian cứ dần dần đến và đó anh nhìn lại chúng ta thấy nó bị hàn gì gì xét hơn. Trong quá trình đó người ta gọi là sự oxy hóa chậm. Vì thực ra cái quá trình oxy hóa chậm này á, thì giống như chúng ta học bên môn sinh học đi, đây là cái quá trình ở trong cơ thể chúng ta liên quan đến tế bào, tế bào đủ chất, thì trong đó có các chất như nước, mỡ, khoáng, oxy, sự cơ được đưa vào trong cơ thể qua quá trình trao đổi chất, đúng không? Thì nó sản sinh ra năng lượng cho cơ thể chúng ta hoạt động, và nó loại thải những chất cặn bã, những chất khí đi ra ngoài môi trường. Vấn đề là quá trình oxy hóa thực phẩm trong cơ thể. Vậy thì thế nào là sự oxy hóa chậm? Thì chúng ta phải đến khái niệm cơ bản như này nhé. Sự oxy hóa chậm là sự oxy hóa nó có tản nhiệt nhưng không phát sáng, đó là khái niệm của sự oxy hóa chậm. Rồi quan sát hình ảnh những cái thông tin đã qua thảo luận nó cần hỏi sao sự cháy và sự hóa chậm giống nhau và khác nhau điểm gì. Chúng ta phân tích vào khái niệm này nhé, sự cháy và sự hóa chậm giống và khác nhau điểm gì. Hướng nào này, sự cháy và sự oxy hóa chậm đều là sự sự oxy hóa. Điểm dấu thứ hai, anh nào có tải, có tải. Rồi điểm khác nhau, nó là một anh thì phát sáng và một anh không phát sáng. Trong điều kiện nhất định, sự oxy hóa chậm có thể chuyển thành sự cháy. Trong một điều kiện nhất định, sự oxy hóa có thể chuyển thành sự cháy. Giống như các bạn này nhắc lại, chúng ta đang có một bó hương đang hút, nhưng mà trong điều kiện nhất định vậy thì khi quá trình đó xảy ra thì người ta gọi đó là sự bùng cháy. Số 3 nó quan trọng này, nó là điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy. Và thứ nhất, điều kiện để phát sinh sự cháy. Rồi, ở đây có ví dụ là có cồn gỗ tan trong không khí, chúng không thể tự bùng cháy. Vậy muốn chúng cháy được, chúng ta cần điều kiện gì? Cũng gắn gọn thì như đơn giản là có giấy thì muốn cháy thì các con phải lửa trong một lúc, nhưng mà để muốn chúng cháy được thì điều kiện đầu tiên thì là phải đốt nóng. Rồi cái điều kiện số 2 là đốt nóng rồi không có oxy thì đã không cháy, cho nên điều kiện phát sinh cháy đây chúng ta cần hai điều kiện cơ bản, đó là chất phải nóng lên một nhiệt độ độ cháy của chúng, và thứ hai phải có đủ khí oxy cho sự cháy. Chất phải là nhiệt độ cháy và phải có đủ oxy. Điều thứ hai, muốn dập tắt sự cháy thì chúng ta phải tiêu diệt cái điều kiện phát sinh ra, hay là chúng ta phải làm ngược lại. Bây giờ chất nóng nhiệt độ cháy thì muốn dập tắt thì chúng ta phải hạ nhiệt độ xuống, không được để cao. Ví dụ ở trong phòng thí nghiệm này, khi muốn tắt vào đèn cồn chúng ta thực hiện biện pháp nào? Tại sao chúng ta bỏ? Thì thường ở cái đèn cồn trong phòng thí nghiệm thì chúng ta không tiến hành thổi phù để tắt đi, mà chúng ta sẽ có một cái nút có thể là cái nóc ở đó là thủy tinh hoặc là nóc nhựa, là chúng ta chỉ cần đơn giản là ngắt nó lại được rồi. Chúng ta thực hiện cái biện pháp gọi là ngăn cách oxy với những ngọn lửa, cái chất cháy với oxy. Nhanh nhiều điều kiện chúng ta sẽ làm hai cái biện pháp ngược lại, hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy và cách ly chất cháy với oxy, hoặc chúng ta sẽ phải tiến hành đồng thời làm cả hai cái biện pháp đó. Ở đây có một câu hỏi này, trong trường hợp nếu em phát hiện có đám cháy xảy ra thì phải làm gì? Thì các em chúng ta sẽ phải làm gì đây? Trong trường hợp nếu phát hiện đám cháy, chúng ta sẽ
Vậy thì chúng ta phải như các con lý nhé, chúng ta phải phân tích nhanh đám cháy đó, nó lớn nhỏ, nguyên nhân cháy là gì, nó cháy vật liệu gì, để chúng ta có những cách xử lý phù hợp. Bởi vì tùy theo đám cháy thì chúng ta mới tiến hành xử lý đúng và tốt nhé, mới được mới đảm bảo được độ an toàn. Ví dụ như đám cháy cháy bình thường, ví dụ tại ở nhà vô tình có những cái tủ gỗ gì đó cháy, và thì biện pháp đơn giản là có thể tìm, nếu nhà ta có bình chữa cháy chúng ta có thể sử dụng nước, chúng ta sẽ phun. Ví dụ như liên quan đến cháy xăng dầu, liên quan đến xe máy, nó ô tô gì đó cháy, hay là những cái thứ gì mà trong tàu cháy thì có dùng nước được, bởi vì là nó sẽ gây cháy. Vậy đúng là chúng ta phải sử dụng các thao tác để tìm bình chữa cháy. Rồi như vậy ở cái nội dung phần này thì có thể tổng hợp lại một số cơ bản. Thứ nhất là về sự cháy, là sự cố sinh hoạt chậm có sự cố sinh hoạt khó phát hiện và phát sáng ha. Sự chậm sự cố sinh hoạt khó phát hiện phát sáng. Thì để phát sinh cháy cần hai điều kiện, đó là chất phải nóng đến nhiệt độ cháy và phải có đủ oxy sự cháy. Rồi muốn dập tắt sự cháy thực hiện hai biện pháp ngược lại của điều kiện phát sinh, là hạ nhiệt độ của chất cháy và cách ly chất cháy với khí oxy. Rồi ở đây có ba phương án chọn đáp án đúng để dập tắt ngọn lửa cháy và xăng dầu. Thứ nhất, chúng ta dùng quạt để quạt tắt ngọn lửa đấm cây, chúng ta sẽ không quạt được. Thứ hai, chúng ta dùng vải dày hoặc cả phủ lên ngọn lửa để không quạt. Đây là biện pháp đảm bảo, và dùng vải dày mà đặc biệt là có thể là thấm qua lửa ha, để làm nhiệt và cách ly được với oxy. Dùng nước tươi như ngọn lửa, xăng dầu là những chất nhẹ nước nên chúng ta tuyệt đối không dùng nước nhé, bởi vì nó sẽ có thể làm cho đám cháy được lan rộng và hơn, tăng mức độ nhiệt hơn. Em có nhận xét gì về hai trường hợp chất tắt đám cháy trên? Chữa cháy do than, gỗ và sự cháy do xăng dầu, chúng ta dùng nước để dập tắt. Than gỗ dùng nước ok, đám cháy sẽ được khống chế, nhưng xăng dầu mà chúng ta dùng nước thì không được, nước này sẽ rất là nguy hiểm, gây mô tả những cái minh họa đám cháy có thể lan rộng ra hơn do xăng dầu. Tiếp theo sẽ sự cháy sự cố sinh hoạt chậm, tất cả các nguyên nhân đều là sự cố sinh hoạt khó phát sáng, và đây là vậy là chúng ta có hai điểm là sự cố sinh hoạt khó phát hiện. Đây có một cái từ về cháy sự cố sinh hoạt.